Là cảm ơn tới nhân dân chị Diệu sáng ngày hôm nay đã làm MC dẫn dắt chương trình hỗ trợ chúng ta. Là cảm ơn nhân dân Trần Nhân sẽ là cùng mở Zoom. Cảm ơn tất cả các anh chị trực nhóm như tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Bây giờ thì diễn với các anh chị mình sẽ cùng với nhau làm cái thói quen của người thành công, đúng không? Nó rất buổi phép màu cho buổi Zoom ha. Chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại và hãy ra quyết định xem là trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái buổi Zoom học với anh chị cảm thấy là tỉnh táo, năng lượng hay là đạt được những cái kết quả gì. Để cùng nhau nhắm mắt lại và ra quyết định nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Này, ok, cảm ơn cả nhà của mình ha. Đây, các anh chị, trong buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng mà dự với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi ở trong quá trình mà mình đọc sách nè, hay là trong lúc mà các anh chị ứng dụng, có cái gì mình chưa rõ, chưa hiểu hoặc là chưa biết cách ứng dụng thì mình cũng có thể hỏi nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay Diễm sẽ trả lời cho các anh chị để giúp cho mình có thể ứng dụng một cách tốt nhất và tạo ra được kết quả. Cái điều mà Diễm mong muốn nhìn thấy nhất đó là các anh chị có thể là ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn ha. Thành ra là các anh chị có thể hỏi. Nếu mà anh chị nào ở đây mình có bất kỳ những cái câu hỏi gì trong quá trình mình ứng dụng thì mình có thể hỏi đi, Diễm hướng dẫn cho các anh chị. Có thể là các anh chị muốn ứng dụng vào trong một khía cạnh nào đó trong cuộc sống nhưng mình chưa biết cách ứng dụng sao đó, mình cũng có thể đặt ra những câu hỏi ha. Trong lúc mà chờ các anh chị đặt những câu hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cũng như nhắc lại cho các anh chị một số cách mà các anh chị sẽ ứng dụng mỗi ngày. Ứng dụng mỗi ngày trong cái cuốn sách này. Ok ha, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập ạ. Còn anh chị nào có câu hỏi thì các anh chị đặt câu hỏi nha. Ok rồi, đầu tiên các anh chị và các anh chị chúng ta đã đi qua là cái tư duy triệu phú số 1. Nhà của mình có thể comment giúp chị không ạ? Nhà tư duy triệu phú số 1 là cái gì ạ? Chị nào chúng ta có ghi chép không? Ghi chép thì giờ mình sẽ cùng nhau lật lại để mình cùng nhau ôn tập. Anh chị nào chúng ta có sách thì mình mở sách ra. Các anh chị có thể comment lên giúp Diễm không? Tư duy đầu tiên. Đó là tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Đúng không ạ? Đây là tư duy của những người thành công. Vậy thì một người mà không chịu trách nhiệm có những cái dấu hiệu nào, hay là còn gọi là nạn nhân đó, một cái người mà họ đóng vai nạn nhân thì thường họ sẽ có những cái dấu hiệu nào các chị ơi? Sáng nay các anh chị sẽ comment nhiều hơn Diễm nói đó nha. Than phiền, đổ lỗi, oán trách, đúng không ạ? Và nếu là một người nạn nhân thì không bao giờ có thể trở thành người thành công. Còn người thành công thì không bao giờ đóng vai nạn nhân. Từ khi mà Diễm biết điều này á, Diễm luôn bắt đầu mà chịu trách nhiệm cho mỗi việc mình làm. Mà để mà mình có thể chịu trách nhiệm được trong mỗi việc mình làm á, thì mình cũng cần phải sống rất là tỉnh thức. Để mình biết được rằng là mình đang nghĩ cái gì, mình đang chuẩn bị muốn nói cái gì.
hay là mình đang làm cái gì. À, rất rất là tỉnh thức để mà mình quan sát chính mình. Còn nếu như mà kể cả những cái suy nghĩ là nói hành động của mình mà mình cũng không biết là mình đang nghĩ gì và nói gì luôn nha chị. Đôi khi được có bao giờ cái chị bị rơi vào cái trường hợp là mình vừa nói ra cái gì mà mình không biết luôn không? Có nghĩa mình nói xong mình không biết là mình vừa nói cái đó luôn. Xong bạn mình hỏi rằng là mới nói cái gì vậy? Ủa có nói đâu? Mình có nói đâu, bạn mình bảo là đâu có, mới nghe đây. Mình bảo rằng mình không có. Không ạ? À? Có. Có nghĩa là lúc đó mình đang không có tỉnh thức á. Thân ngồi đây nhưng mà tâm để nơi khác. Xong rồi nói cũng không biết mình nói luôn. Ha, thì nói chung là mình cần phải rèn luyện cho mình cái gì? Sống ở hiện tại. Vậy thì bây giờ làm sao để mình rèn luyện cho mình sống hiện tại đây? Hoặc là mình rèn luyện cho mình sống tỉnh thức. Có cách mà Diễm rèn luyện mỗi ngày ấy chị nha. Đó là mỗi khi mà mình làm cái gì á thì mình đều tập trung tâm thân trí là một vào cái việc mà mình làm và mình biết ơn. Vừa rèn luyện được lòng biết ơn, vừa rèn luyện được cho mình lối sống tỉnh thức. Và trước khi mà mình làm thì Diễm đều đưa ra cho mình những cái quyết định về kết quả mình mong muốn, nó sẽ giúp cho mình sau đó mình biết ơn ha, nó sẽ giúp cho mình rèn luyện được lối sống tỉnh thức nhiều hơn. Ừ, chẳng hạn như là buổi sáng mình thức dậy đúng không ạ, mình mở mắt ra cái chị ha, thì đầu tiên là em sẽ nở một cái nụ cười rất là tươi trên môi, đang buồn ngủ dữ lắm cũng phải nở nụ cười, cười một cách ý thức cũng phải cười, cười xong thì em sẽ biết ơn cuộc đời đó, vì mỗi sớm mai thức dậy tôi có thêm ngày nữa để yêu thương, có thêm ngày nữa để yêu thương nha, chứ không phải có thêm ngày nữa để nhăn nhó nha. Sau đó mình rất là tỉnh thức để mình biết được rằng là mình chuẩn bị bước chân xuống giường thì chân trái mình bước xuống hay là chân phải bước xuống trước, và mọi bước chân của mình đều rất là tỉnh thức. Mình bước đi mình biết rằng mình đang bước đi, chẳng hạn như các anh chị đi rửa mặt đi, thì mình rửa mặt các anh chị mình phải biết được cái kết quả mà mình mong muốn rửa mặt là cái gì, chứ không phải bay vô rửa rửa thôi. Các chị cũng muốn có làn da đẹp không ạ? Thích được khen không? Ta gặp mình ta khen. Rồi sao em có làn da đẹp thế? Mình có mong muốn có một cái sức khỏe tốt không ạ? Có mong muốn có một vóc dáng đẹp không? Chắc ai cũng muốn nhỉ. Vậy thì khi mà Diễm biết cách yêu thương bản thân của mình đúng cách nghe chị ha, thì mình mới biết cách yêu thương người khác. Ví dụ trước khi rửa mặt thì mình phải biết trước được cái kết quả của cái cuộc rửa mặt này là cái gì. Chẳng hạn các anh chị mong muốn rằng là mình có một cái làn da nó sạch, nó sáng, nó mịn màng, nó đẹp đúng không ạ? Thì mình rửa mặt mình phải biết ơn. Ứng dụng nha, thử đi. Các anh chị rửa mặt trong cái lòng biết ơn đi, nó sẽ khác rất là nhiều so với mình rửa mặt một cái ngày thông thường. Lần đầu tiên những ứng dụng á, cái mình rửa mặt trong lòng biết ơn, mình biết ơn cái làn da của mình, là mình biết ơn các tế bào đúng không ạ, hàng tỷ tế bào trên cơ thể của mình ngày đêm phụng sự cho mình đúng không? Mình có được cái cơ thể này, có được sức khỏe tốt, tự dưng cái rửa mặt cái mình thấy mình rửa rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, rất là tỉnh thức, và sau cái rửa mặt đó mình cảm thấy mình rất là vui, mình năng lượng hơn. Lúc đó cũng hơi bất ngờ tại vì thường ngày rửa mặt thì cứ vào 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 là xong rồi đó hả, nhiều lúc là vừa vừa rửa mặt rồi vừa nghĩ tới công việc nữa, nhưng mà rửa mặt trong lòng biết ơn nó khác lắm.
Và khi mà mình làm cái việc gì đó mà trong tình yêu với lòng biết ơn á, thì mình sẽ gia tăng được cái nguồn năng lượng của mình nha chị. Làm xong việc đó sẽ rất là năng lượng. Y chang như gì, ví dụ á, ví dụ như các chị các anh mà có một cái người mà rất là yêu thương đúng không ạ, lâu lâu họ đến nhà mình chơi và mình mong muốn rằng là sẽ chuẩn bị cho họ một bữa ăn rất là ngon, thì khi mà mình đi chợ hay là mình nấu ăn á, mình có cái cảm giác của mình nó có vui không ạ, nó có hạnh phúc không ạ, và sau khi mình làm bữa ăn đó thật là đẹp, thật là ngon, mình bày trên bàn và mình thấy cái người yêu thương của mình ăn, thì các anh chị cảm thấy như thế nào? Có thể là trong một ngày đó các anh chị đi chợ, các anh chị nấu ăn, người ngoài ta nhìn vào ta cảm thấy không khỏe đâu, nhưng mà chính các anh chị thì sẽ cảm thấy như thế nào? Mình có cảm thấy không khỏe không ạ, hay mình phải cảm thấy điều gì? Các chị đã từng chứ? Nghĩa là nấu xong bữa ăn đó mình lại càng cảm thấy năng lượng hơn, đúng không? Mình lại càng cảm thấy là vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Mặc dù người ngoài, người ta nhìn vào, người ta cảm thấy trời ơi, quay quần cả ngày không khỏe tí nào, nhưng mà cái người trong cuộc thì họ cảm thấy rất vui. Bởi vì ở trong cái bữa ăn đó có cái gì trong đó à? Chị ta nói có tình yêu là cuộc đời nó khác ha các anh chị. Bởi trong bữa ăn nó có tình yêu đúng không? Yêu một ai đó là mình có thể chạy rất là xa đó, là cho dù trời mưa như thế nào, dù trời nắng ra làm sao, chạy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ chả xi nhê gì, hỏi mệt không? Không, rất khỏe. Bởi vì sao hả? Bởi vì trong cái việc mình làm, mình có cái tình yêu trong đó, nó sẽ giúp cho mình có một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và người nào có năng lượng cao hơn thì người đó thành công hơn trong cuộc sống ạ. Nên là thành ra là trong mỗi việc mình làm đó các anh chị, nếu mà mình cũng đặt cái tình yêu của mình vào á, cái tình yêu và cái lòng biết ơn của mình vào, là mỗi khi mình làm cái điều đó xong thì các anh chị sẽ thấy rằng là không những là mình có một cái kết quả nó tốt nhất đâu, mà làm xong cái điều đó mình lại càng có thêm năng lượng. Đây là bí kíp để tràn đầy năng lượng mỗi ngày của Diễm nhé. Đang rèn luyện thôi, vẫn đang trên hành trình rèn luyện chứ cũng phải chưa phải là bậc thầy. Đôi khi cũng bị không nhớ, nhưng mà nhớ là Diễm ứng dụng ngay. Nói chung là cô Diễm vẫn đang trên quá trình rèn luyện. Khi mà Diễm rèn luyện xong có kết quả thì Diễm mới chia sẻ kết quả cho các chị nghe đó. Nên thành ra là trong mỗi việc mình làm mình cần phải sống tỉnh thức để mình biết là mình đang làm cái gì. Tay của mình đặt lên da mặt của mình rửa mặt đúng không ạ, thì mình cũng phải biết rằng là nó đang ở đâu và mình mong muốn kết quả là cái gì. Rửa mặt trong tình yêu và lòng biết ơn, các anh chị sẽ có một làn da rất là đẹp đó. Ở trước da Diễm không đẹp đâu các chị, nhưng mà từ ngày mình biết ơn và ghi vào sổ, ngày nào cũng ghi vào sổ nha, ghi vào sổ biết ơn làn da đàng đó. Kèm theo khi mà mình biết ơn thì sao ạ, là mình biết ơn bên trong cái bắt đầu nó thay đổi, nó thay đổi cái cảm xúc và nó thay đổi cái hành động của mình. Bắt đầu là mình biết ơn bằng cái lối sống, mình biết cách chăm sóc làn da của mình hơn, và cuối cùng là kết quả thay đổi. Biết ơn là khởi đầu nha chị, y chang như khi mà mình biết ơn một ai đó, cái chị có cảm thấy cái cách cư xử của mình nó khác không, cái cách nói chuyện của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, cái cách thái độ của mình hay cách cư xử của mình với cái người đó cũng khác, khác rất là nhiều. Có thể là mình sẽ quan tâm hơn, mình sẽ yêu thương hơn, và mình mong muốn
mang đến những cái điều tốt đẹp cho cái người mà mình biết ơn. Mình mong muốn là sẽ mang những điều tốt đẹp nhất cho những cái điều mình biết ơn, cho những cái người mình biết ơn, đúng không? Đó là mình thay đổi trong hành động rồi đó. Và những cái gì mình cho đi là những cái gì mình sẽ nhận lại. Khi mà bên trong tâm của mình phát ra cái tần số đó là mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cái người đó, thì họ cảm nhận được không ạ? Được. Được chứ. Và khi mà các anh chị cho đi cái tần số đó thì mình sẽ nhận lại tần số đó. Thế là mình lại có được nhiều hơn. Thì họ cũng họ nhận được cái tần số đó và họ cũng muốn là cho các anh chị những điều tốt đẹp nhất mà. Bởi vậy người ta có câu đó là ai có lòng biết ơn, mình biết ơn cái gì thì mình sẽ có nhiều hơn cái đó. Ok, quay cho các anh chị mình rõ chỗ này comment tôi. Nên là Diệp rất là thích một cái câu nói của Ronaldo anh chị. Ông bảo rằng là khi mà bạn đối xử tử tế với cơ thể của bạn thì cơ thể của bạn sẽ đối xử tử tế với bạn. Nó nghe lời mình đấy. Khi mà đối xử tử tế với cơ thể của mình, đúng không ạ? Cơ thể của mình cực kỳ nghe lời mình luôn. Vì tiềm thức của mình cấu tạo lên cơ thể này các anh chị nha, nên là nó có thể giúp cho các anh chị đạt mọi điều các anh chị muốn đó. Kể cả nếu mà xét về phương tiện, nó hơi về xét về những luật vũ trụ tí, thì các anh chị có thể đuổi được cái sự chưa khỏe đi luôn đó. Đuổi được cái sự chưa khỏe đi luôn đó các anh chị. Không biết có bao giờ mà mình đang ngồi cái chị cảm thấy chưa khỏe lắm, nhưng mà bởi vì mình đang chuẩn bị làm những việc quan trọng mà mình bảo cơ thể của mình là nó phải khỏe mạnh, bởi vì sắp tới mình chuẩn bị làm những việc quan trọng, cái hồi cái gì thấy cơ thể cái gì nó khỏe lên. Tất nhiên là khi mà mình yêu thương và đối xử tử tế với cơ thể của mình thì cơ thể của mình cũng sẽ tử tế lại với mình nữa. Từ khi đây là câu nói của Ronaldo nhé. Nên là hãy bắt đầu rèn luyện cho mình lối sống tỉnh thức từ những cái điều nhỏ nhất. Bởi vì các anh chị biết là người thành công với người không thành công, cái sự khác biệt nó nằm ở ba chữ thôi. Là sự tập trung. Sự tập trung. Và mình không thể, hồi xưa Diễm hay nói như thế này nè, là khi nào mà những cái việc lớn hay những việc quan trọng đi, lúc đó thì mình mới tập trung 100%. Còn trong cuộc sống, những việc nhỏ mà đôi khi là mình không có cần phải có sự tập trung. Hồi xưa là Diễm thôi. Nên á, các chị biết không, có những cái khoảnh khắc rất là quan trọng. Và những khoảnh khắc quan trọng đó mình lại hoàn thành không có tốt. Mình cứ hỏi chính mình, ủa sao kỳ ta, sao đến những khoảnh khắc quan trọng mình lại không hoàn thành tốt. Thì lúc đó giờ mới, khi tham gia môi trường câu lạc bộ mới có câu trả lời như vậy. Có một cái quy luật của vũ trụ, đó là quy luật nhất quán. Có nghĩa là cách mình làm một việc, cách mình làm mọi việc, cách mình làm trong những cái việc nhỏ được lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và khi mà việc lớn tới thì mình sẽ phản xạ theo thói quen luôn. Nên là trong cái cách mà mình làm việc nhỏ, mình làm hời hợt, mình không tập trung á, thì việc lớn tới nó cũng y chang như vậy luôn. Và khi mà mình phát hiện ra điều này thì bắt đầu mình mới thay đổi lại cái thói quen của mình. Thay đổi lại từ những cái việc nhỏ, những cái việc nhỏ nhất. Mình cũng phải đặt cái tình yêu và lòng biết ơn của mình vào, sự tập trung 100% vào để mình làm cho nó tốt nhất. Chủ đích đó là làm sao
để mà mình có thể biến cái điều này trở thành cái thói quen và lối sống của mình, nhất quán từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất. Mà đã làm rồi thì phải có được cái sự tập trung 100% đúng không ạ? Bởi vì định nó mới sinh ra tuệ thôi. Định là sự tập trung á, tâm thân chí mình định vào cái việc mình làm á, thì mình mới nhìn rõ được bản chất của sự thật. Và khi mình nhìn rõ được bản chất của sự thật thì mình mới đưa ra những cái quyết định và những cái hành động nó đúng đắn được. Ok ha, nên là bây giờ mỗi ngày các anh chị hãy rèn luyện cho mình lối sống tỉnh thức trong cuộc sống của mình mỗi ngày nha, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, chẳng hạn như đánh răng. Thay vì mình vừa đánh răng mình vừa nghĩ tới công việc đúng mà vừa nghĩ tới cái này cái kia thì thôi, đánh răng thì lo đánh răng và biết ơn hàm răng của mình đi. Mình cứ nghĩ đâu mình vừa đánh răng mình nghề mình vừa làm việc á, mình vừa nghĩ tới công việc nó sẽ nhanh hơn rồi, nhưng thật sự không nhanh đâu các anh chị ạ. Rồi dần dần á là nó sẽ luyện cho mình một cái thói quen, đó là không có tập trung á, không nhớ trước không nhớ sau luôn á. Diễm đã từng như vậy mà, hồi xưa á, là Diễm đã từng là mình cứ nghĩ đâu là một lúc làm hai ba việc cho nó nhanh trước khi tham gia môi trường câu lạc bộ, nhưng mà một lúc làm hai ba việc cuối cùng không có việc nào ra việc nào hết trơn. Mà các anh chị biết là chuyên gia mới được trả tiền, còn người không chuyên thì phải trả tiền cho chuyên gia, nên không có cái việc gì mà mình chuyên gia hết trơn á. Và nó hay không nhớ trước không nhớ sau lắm, cho đến khi tham gia môi trường câu lạc bộ biết được tư duy người thành công thì mới biết rằng những người thành công như vậy, khi mà họ đã làm một việc gì thì tập trung 100% việc đó, hoàn thành xong việc đó đi làm việc khác. Mỗi 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 thời khắc như vậy mình tập trung hoàn thành xong xuất sắc một việc thôi, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Giờ Dũng hỏi các anh chị, ví dụ như mình đi đi bộ về nhà, mình tập trung mình đi nó sẽ nhanh hơn hay là mình vừa đi mình vừa bấm điện thoại, cái nào nó sẽ nhanh hơn ạ? Thì bây giờ đi đi đúng không, đi làm việc đi chứ đi không uổng, uổng thời gian. Uổng thời gian nhưng mà không có đi, vừa đi bấm 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 không, cái lũi vô cái cột đó cũng không biết luôn, hoặc là có một cái ổ gà ổ voi gì trước mặt cũng không thấy luôn, rồi xong không biết đi bao giờ mới tới nhà. Mà khi mình không tập trung á các anh chị thì mình đâu có thấy được trước mặt của mình nó là cái gì đâu. À, cuối cùng mình tưởng nhanh ai dè chả nhanh tí nào, mà lại kẹt nó còn không được an toàn nữa cơ nha các anh chị. Nên anh chị nào ở đây mà có thói quen lúc muốn làm ba bốn việc năm sáu việc cho nó nhanh á thì nghiệm lại thử xem nó có nhanh đâu. Thôi bây giờ cứ mỗi thời điểm tập trung một việc thôi, hoàn thành cho nó thật là xuất sắc cái việc đó đúng không, rồi làm việc khác để mình xây dựng lại cho mình cái thói quen cái gì. Thói quen đó là mình rèn lại cho mình lối sống tỉnh thức, có được cái sự tập trung 100% vào cái việc mình làm, nó mới tạo được cái sự khác biệt so với người khác. Người thành công họ luôn có được cái sự tập trung 100% việc họ làm nha. Đây là cái sự khác biệt á. Nè, đi bằng bước chân nhiệm màu á. Các anh chị mới biết đi bằng bước chân nhiệm màu là gì không? Có nghĩa là mình đi nhưng mà mình phải đi tỉnh thức. Chân trái bước, mình biết rằng là chân trái mình đang bước, biết ơn. Chân phải bước, mình biết rằng chân phải mình đang bước, biết ơn. Hồi xưa hèn chi á, Diễm xem phim Đức Phật đúng không ạ, hay Diễm xem phim của các sư đúng không ạ, đi ở ngoài đi 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 khất thực á, đi rất là chậm rãi, nhìn rất là uy nghiêm, mình thấy chỗ sao mà đi chậm được như vậy, hay thế nhỉ, đi từng bước đúng không ạ. Khi mà đọc cái cuốn sách Phép Màu á, tới cái bài mà bước chân nhiệm màu thì mình mới hiểu, à thì ra là mỗi bước như vậy là các thầy đều biết ơn và điều quan sát từ bước chân của mình. Đi khất thực để luyện luyện lối sống tỉnh thức.
Và khi mà Diễm đọc sách của những người thành công đó nghe chị ha, thì Diễm thấy họ cũng có một cái thói quen mỗi ngày, đó là họ đều rèn luyện lối sống tỉnh thức mỗi ngày. Vậy thì họ rèn luyện qua cái gì? Không chỉ là qua công việc mỗi ngày đâu, mà mỗi ngày thường họ cũng sẽ dành ra tầm khoảng 10 15 phút hoặc là nửa tiếng để họ ngồi thiền. Thiền hơi thở thôi. Thiền hơi thở có nghĩa là mình cũng đang rèn luyện lối sống tỉnh thức mà. Có nghĩa là hít vào mình biết rằng mình đang hít vào, thở ra mình biết rằng là mình đang thở ra. Khi mà có những cái tiếng nói nhỏ hay là những cái câu chuyện gì nó xuất hiện bên trong tâm trí thì sao? Thì mình chỉ quan sát nó thôi. Sau đó bắt đầu tập trung lại hơi thở. Để chi ạ? Khi mà các anh chị rèn luyện lối sống tỉnh thức nhiều nha, nó trở thành lối sống, mình sẽ có rất là nhiều những lợi ích. Chẳng hạn như mình đang rửa mặt, sau đó tâm trí của mình nghĩ tới công việc, một hồi cái mình nhớ là ô mình đang rửa mặt mà, thôi cảm ơn bạn đã chia sẻ nha, nhưng mà tôi đang rửa mặt. Có thể là trong ngày đầu khi mà mình rèn luyện thì một ngày có tới 100 cái tiếng nói nhỏ nó xen vào khi mà mình đang làm việc, nhưng mà mình rèn luyện trong những ngày tiếp theo thì nó ít dần, nó sẽ còn 99, rồi nó còn 90 câu chuyện. Nhưng mà quan trọng đó là khi mình phát hiện ra tâm trí mình đang suy nghĩ việc khác thì mình phải kéo nó về cái việc mà mình đang làm. Chủ đích của việc này để làm chi? Cái điều này nó cũng là một trong một phần của của thành công nha. Chủ đích là để khi mà các chị rèn luyện thời gian á, cái là cái tiềm thức của mình nó được rèn luyện thói quen rồi, thì mỗi khi mà các anh chị làm việc như này hay là các anh chị đang ngồi như này đang làm việc, có ai đó họ tới và họ nói một cái vài câu gì đó nó không được vui với các anh chị đi, như mọi ngày á là mình sân lên nha. Nhưng mà bởi vì tâm trí của các anh chị nó được luyện nó quen rồi, nó luyện tí nó nhỏ xen vô nó quen rồi, mà mình đuổi nó đi cũng quen rồi, nên là thành ra tự dưng cái tâm trí của các anh chị nó rất bình thường và đã trả lời rằng cảm ơn bạn đã chia sẻ nha, nhưng để tôi đang làm việc rồi, làm việc xong đi rồi tôi sẽ xử lý, đúng không ạ? Tự động luôn á chị, mình không có bị cái cảm xúc của mình nó không có bị như hồi xưa, đó là nó bị kéo đi, nó kéo đi xong nó đi luôn và mình dang dở công việc của mình. Nên là một số các chị hay hỏi Diễm là em ơi sao chị hay, ví dụ chị đang rèn luyện lối sống tỉnh thức đó, mà sao hay có những cái câu chuyện này câu chuyện kia nó làm cho chị không tập trung thì sao ạ? Không sao cả, nó là một phần của hành trình, cần phải có nó cái gì à thì mình mới rèn luyện được á. Ok, nó xuất hiện, ôi giời ơi, thấy nó mừng, nó cảm ơn bạn đã chia sẻ nhưng tôi đang làm việc rồi đó. Nó cứ vậy đó các anh chị, và mình cứ lặp đi lặp lại riết cái là tiềm thức của mình nó hiểu được là khi mà chủ nhân của tôi đang làm việc, đúng không ạ, thì có sự tập trung 100%, không điều gì có thể xen vào được. Làm việc xong ok tôi sẽ xử lý qua việc đó và cái cảm xúc của mình nó cũng không có bị ảnh hưởng, mình sẽ làm chủ cái cảm xúc của mình tốt hơn, mình có được cái sự tập trung hơn. Ok ha, bây giờ các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện lối sống tỉnh thức, thì các anh chị có thể comment tôi được không ạ? Có nghĩa là khi mà mình ngồi bên người thân của mình thì mình biết rằng là mình đang ngồi bên người thân của mình, thân tâm trí ở đó hợp nhất là một, chứ không có suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Có bao giờ các anh chị ngồi bên người thân của mình mà người thân của mình nói chuyện mà mình không nghe gì luôn không? Anh chị nào đã từng? Đã từng đúng không ạ? Vậy thì nếu mà trong kinh doanh như vậy thì sao các anh chị? Trong kinh doanh mà mình nói gì mình cũng biết mình nói gì luôn, mình ký luôn à, mình cũng không biết mình đang ký luôn, là coi như xong, không có tỉnh thức ấy. Cách mà mình làm trong những việc nhỏ đó là cũng là cái cách mà mình làm trong những việc lớn nha, nên là hãy bắt đầu rèn luyện lại cho mình cái gì. Vậy thì hành động của tư triệu phú thứ nhất, nên là mỗi khi mà mình bắt gặp là mình đang đổ lỗi biện minh hay ca thán, đúng không ạ, thì mình chỉ cần đưa tay lên cổ của mình để mình nhắc nhở thôi. Mình mà biện minh ca thán đổ lỗi thì mình không thể nào trở thành người thành công được, nên là mình phải học bài học rất là chịu trách nhiệm. Giờ Diễm hỏi các anh chị là
tất cả mọi thứ sẽ đến cuộc đời của mình nó đều bắt nguồn gốc rễ từ đâu ạ? Các chị comment tiếp điểm ạ. Số tiền mà các anh chị đang có, sức khỏe các anh chị đang có, mối quan hệ các anh chị đang có, nó bắt nguồn gốc rễ từ đâu ạ? Từ suy nghĩ của ai? Suy nghĩ của hàng xóm á. Suy nghĩ của ai ạ? Suy nghĩ của mình. Từ suy nghĩ dẫn tới cảm xúc, cảm xúc dẫn tới hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Giống như này đi, ví dụ đó, bên trong tâm trí của các anh chị suy nghĩ là mình rất là yêu thương biết ơn cái người đó, thì tự dưng cái cảm xúc của mình đối với người đó nó khác, cái hành động của mình đối với người đó nó khác. Còn một cái người mình không thích đó các anh chị, thì cái cảm xúc của mình đối với người đó nó cũng khác, và cái hành động của mình cũng khác, mà nó tạo ra kết quả. Vậy thì nếu mà bắt đầu từ suy nghĩ của mình thì sẽ có gì đâu phải đổ lỗi cho ai nữa, than phiền chi nữa, đổ lỗi chi nữa, oán trách để làm gì, không có ý nghĩa gì hết. Nên là Diễm không có thói quen đổ lỗi cho ai đâu. Ok, việc đó xảy ra đến từ suy nghĩ bên trong tâm trí của tôi. Giờ việc của tôi đó, tôi phải làm chủ lại suy nghĩ bên trong tâm trí của tôi hết, không đổ lỗi cho ai hết trơn. Bởi vì Diễm hiểu được những quy luật vũ trụ và biết được gốc rễ đến từ đâu, và mình chịu trách nhiệm để mà mình thay đổi. Bởi vì nếu như mà mình không có thay đổi chính mình từ những suy nghĩ của mình thì ở phía bên ngoài nó có điều gì xảy ra không các chị ơi? Mình đổ lỗi đúng không? Mình bắt người ta phải thay đổi đi, chứ không phải là mình. Chuyện này xảy ra không phải do tôi mà do người khác, nên là người đó phải thay đổi chứ không phải là tôi. Mình không có cơ hội phát triển và mình cũng không có cơ hội hoàn thiện bản thân. Và nếu mà bên trong của mình vẫn giữ những cái suy nghĩ như vậy thì mình chỉ luôn thu hút những cái điều đó đến với mình thôi các chị. Đó là quy luật vũ trụ. Có bao giờ các anh chị gặp một cái vấn đề nào đó nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi mà mình chịu hết nổi không? Trời ơi, điều này hôm trước gặp rồi mà sau này nó cứ lặp đi lặp lại hoài đúng không ạ? Bởi vì bên trong của mình vẫn chưa có thay đổi đâu, là những cái suy nghĩ hay gì, những cái cảm xúc, những cái hành động để mình hút nó tới hoài thế thôi. Rồi khi mà mình chỉ cần thay đổi cái quyết định ở bên trong tâm trí của mình thôi, đầu tiên là cái quyết định đúng không? Thì nó sẽ dẫn tới cái cảm xúc, dẫn tới hành động và tạo ra kết quả khác. Những cái câu nói mà Diễm luôn hay hay nói chuyện với chính mình. Diễm cũng hay nói chuyện với chính mình đó. Diễm nói cái gì? Tự hỏi chính mình. Thông qua cái việc này mình học được bài học gì? Ít nhất là 20 bài học. Bởi vì Diễm biết rằng là thuyền của mình mà đang đi trên sông mà nước nó vào thuyền thì chắc chắn là thuyền của mình nó có lỗ hổng. Không thể nào mình đổ thừa cho sông được. Và những số khác chị đồng ý với Diễm ạ? À, không có đổ thừa cho sông được, không đổ thừa cho nước được, mình không có đổ thừa cho những cái người đồng đội của mình ở trên thuyền được. Thuyền của mình mà nước vào chắc chắn là nó có lỗ hổng luôn. Vậy thì nước vào đầu tiên là mình biết ơn, biết ơn đúng không? Biết ơn bởi vì vũ trụ đã cho mình biết được để mình hoàn thiện bản thân của mình. Và Diễm luôn hỏi mình thì ít nhất 20 bài học là cái gì? 20 bài học chứ không phải là một nha. Mình phải biến nỗi đau thành tài sản. Nếu mà cái điều đó nó đã tới rồi thì nó phải trở thành tài sản. Mình không có để nó thành tiêu sản. Nếu như mình không có học bài học gì hết đó nha chị, thì nó sẽ là tiêu sản đó. Bởi vì nó sẽ lại lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vào trong cuộc sống của mình. Không, mình sẽ biến nó trở thành tài sản bằng cách 20 bài học là cái gì?
ngồi viết ra, lấy giấy bút viết ra. Sau đó câu hỏi thứ hai mà Dũng hỏi chính mình. Điều này đến, nó mang đến cho tôi những cái cơ hội gì? Điều này đến mang đến cho tôi những cái thành công gì? Tập trung vào cơ hội ngay. Điều này đến giúp cho tôi, mang lại tôi những cơ hội gì để tôi đạt được mục tiêu của mình? Hai câu hỏi thôi là thấy chuyển hóa năng lượng ngay luôn á. Dũng sẽ kể cho các anh chị cái hành trình. Câu chuyện này chắc Dũng kể các anh chị sẽ cái nó thấy khá là hài. Mà mình nghĩ mình cũng hài thiệt. Nhưng mà thôi cũng kể. Sáng sáng nghe chuyện hài. Như các anh chị thấy là vừa rồi Dũng mới tham gia vào một cái chương trình Dũng học về thể hình fitness, học mà PT, học PT cái gì, học về fitness. Vậy thì cái cơ duyên nào mà để Dũng đưa ra cái quyết định là Dũng phải đi học về về cái fitness đó, để mình có được sức khỏe tốt, đúng không? Mình biết cách ăn uống, mình biết cách rèn luyện để có sức khỏe tốt. Kể cho anh chị cơ duyên nha. Kể xong cái chị đừng nói nhảm và hài. Đó là trước đó Diệu có nuôi một cái chú cún. Nếu mà anh chị nào ở đây coi hình các chị sẽ biết đúng không ạ? Chú cún nó Diệu nhập từ châu Âu về đó anh chị. Châu Âu về 130 triệu nha. Lần đầu tiên nuôi cún còn khá nhiều bỡ ngỡ. Tưởng tượng cái chị nuôi cún mà như nuôi con, hiểu được các bà mẹ luôn á, mặc dù mình chưa có con nhé, mình nuôi cún mà thôi trời đất ơi sao cái bà mẹ sao vĩ đại thế. Cún ngày nó cũng ăn 5 bữa, ăn đúng giờ. Báo thức cái là phải là cho nó ăn cái gì. Kinh khủng luôn, mới hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ đó. Nỗi lòng của bà mẹ mà ta nói tóc tai rồi bù xù rồi không, vừa làm việc rồi phải vừa cho con ăn rồi con không chịu ăn ha, rồi ép con ăn rồi thế này thế kia vậy, nó y chang như vậy luôn á chị, cho ăn không ăn phải đút ăn, kinh khủng. Trong 3 tháng đầu tiên cũng cảm thấy thì ra là nghe các bà mẹ bỉm sữa hay kể cái này thế kia mình không có hiểu, đến khi chỉ nuôi cuốn thôi mà bắt đầu cũng hiểu hiểu được chính một phần nhỏ của các bà mẹ thôi đúng không. Cái đến một hôm cuốn nhà mình không được khỏe cái gì, thấy gì cũng chẳng biết làm sao, lý do vì sao nó không khỏe. Lúc đó chị mới ngồi cầu nguyện với lại tiềm thức, nghĩa là mình cầu nguyện là cho cuốn nhà mình nó khỏe lại. Cái lúc đó cái nơi nhỏ của Diệp nó nói như này, trước giờ trong nhiều năm qua bạn đã từng gieo hạt sức khỏe cho ai chưa, mà hôm nay bạn cầu nguyện. Câu hỏi này cái nơi nhỏ nó hỏi xong Diệp cũng thấy hơi căng đó, xong cái mình ngồi mình nghiệm lại. Hey, giờ sức khỏe mình đây mình còn không có mà mấy năm nay gieo hạt cho ai đâu. Nên là gieo hạt về tài chính với lại về mối quan hệ là tập trung là nhiều nha, còn gieo hạt về sức khỏe thật sự là chưa tập trung nhiều đó. Và ngay cả bản thân của mình hiện tại mình vẫn còn đang chưa khỏe mà, thì gieo hạt sức khỏe cho ai? Chính vì cái trường hợp nhỏ như thế này thôi và Diễm đưa ra cho mình một quyết định. Không được, vũ trụ nhắc nhở. Vũ trụ nhắc nhở mình phải gieo hạt sức khỏe nhiều hơn, bởi vì nếu như mình mong muốn khỏe mạnh và mình mong muốn gia đình của mình khỏe mạnh, mình mong muốn cầu nguyện một điều gì đó với vũ trụ thì mình phải có cách để mình đàm phán đúng không ạ. Giờ vũ giờ tiềm thức hỏi mình là trước giờ bạn gieo hạt sức khỏe cho ai chưa, người trả lời cũng hơi suy nghĩ. Thế lúc đó mới đưa ra cho mình một quyết định là mình phải đi phát triển thôi, đầu tiên mình phải giúp đỡ được mình trước. Khi mình có được cái kiến thức đúng không ạ, có được kỹ năng,
có được công cụ mình giúp đỡ được mình thì mình mới có thể giúp đỡ được cho người khác, giúp đỡ được cho cộng đồng. Và Dũng quyết định là Dũng đi đi học nhưng mà để mình phát triển. Ý chị thấy câu chuyện hài không, chuyện nhỏ thôi đó nhưng mà Dũng đã biến cái chuyện đó thành tài sản đó nghe vậy. Mà Dũng kể cho anh chị nghe một cái điều nữa, tối ngày hôm qua Dũng có viết viết một cái câu ta tút là không biết yêu riêng từ bao giờ. Bởi vì á hả, trước đây Dũng nói với các anh chị cái việc mà tập thể dục với mình á là các anh chị biết rồi, anh chị nào mới tập thể dục nè, cứ ngày nắng ngày mưa, ngày nắng ngày mưa, ngày nắng ngày mưa đúng không, mình không có được cái sự kỷ luật trong việc tập luyện đâu ạ. Cứ lúc thì có kết quả, lúc thì không, thích thì đi, không thích thì thôi, không có sự kỷ luật. Và mỗi khi mình tập mình cũng chả có tình yêu gì xuống để cho theo kiểu tập cho khỏe. Người ta bảo rằng tập thể dục khỏe thì phải xuống tập thể dục cho nó khỏe vậy thôi. Nhưng mà nó vi diệu lắm mấy chị. Nó là trong 3 tháng. Trong 3 tháng vừa rồi khi mà mình kỷ luật nha. Ngày nào mình cũng tập luôn, rất là kỷ luật luôn á. Thì một cái thói quen, người ta bảo rằng là 28 ngày sẽ hình thành một cái thói quen đúng không ạ? Nhưng nếu một cái thói quen đó mà mình duy trì trong 3 tháng thì nó sẽ trở thành một cái lối sống của mình luôn, nó trở thành một cái phần trong cuộc sống mà không thể thiếu. Và Diễm cảm nhận được điều này, nghĩa là sau 3 tháng nha chị, nó đã trở thành một cái phần không thể thiếu cho cuộc sống của mình. Mình ngày nào mà mình không có ra được, mình không tập thể dục được, mình cảm thấy là nó như thế nào trong cái cơ thể của mình ấy, nó không phải như hồi xưa nữa. Như hồi xưa mà không ra được, không ra phòng gym bao giờ nó mừng mừng dễ sợ luôn đó. Nhưng mà bây giờ thì khác. Hồi xưa là ngày nào cũng cầu nguyện nhé, trời ơi cầu nguyện rồi thôi, bây giờ làm sao mình biết rằng là mình phải thể dục các thứ đúng không, thì mình mới có thể có sức khỏe tốt được, nhưng mà không xuống nổi phòng gym luôn. Nhưng bây giờ khác rồi, mà mình không biết mình khác từ lúc nào. 3 tháng một thói quen và duy trì trong 3 tháng, nó sẽ trở thành cái thói quen dài hạn cho chị, và nó trở thành một phần không thể thiếu của mình ha. Nên anh chị nào mà mình đã duy trì được một cái thói quen tốt rồi đó trong vòng 28 ngày rồi thì tiếp tục đi, hãy lặp đi lặp lại nó trong vòng 3 tháng một cách kỷ luật đều đặn. Nắng cũng làm, mưa cũng làm, khỏe cũng làm, không khỏe cũng làm, bận cũng làm, rảnh cũng làm, liên tục trong vòng 3 tháng không lý do, thì cái thói quen đó nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình luôn. Thật sự là trong 3 tháng qua trong cái việc mà diễn tập thể dục đó các anh chị, không có lý do luôn. Và khi mình không lý do kỷ luật trong 3 tháng thì cái thói quen đó nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình luôn. Nó là thói quen tốt mà đúng không? Rất là hay ha. Em chị thấy Diễm biến nỗi đau thành tài sản thấy ngon không? Giờ sau 3 tháng như body của Diễm nó cũng khác xưa rất nhiều. Mình khỏe mạnh hơn rất nhiều các anh chị. Và quan trọng nó là Diễm đang trao giá trị về sức khỏe rất là nhiều mỗi ngày luôn. Đây được gọi là biến nỗi đau thành tài sản. Siêu đẹp siêu mê luôn hả chị Liên? Dáng chị Liên cũng đẹp quá trời. Thật. Trời ơi, dáng chị Luyến ngoài Diễm nhìn lên. Trời ơi, dáng đẹp như trời. Vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng nào ra vòng đó hơi bị ngon lành đó. Ok, hai cái anh chị ha. Đây là cái cách mà Diễm luôn luôn xem mà cái việc này nó xảy ra mang đến cho mình những cái bài học gì. Điều này xảy ra mang đến cho mình cái cơ hội gì. Điều này đến mang đến mình những cái thành công gì. Và luôn biến nỗi đau thành tài sản. Đừng có để cái việc gì nó đi qua và mình nói cho qua nó và mình không học được học gì đúng không? Phải có bài học với vũ trụ mang tới mà. Thuyền mà nước vào chắc chắn có lỗ hổng nên là mình phải hoàn thiện bản thân thôi đúng không? Cơ hội để mình hoàn thiện bản thân. Hôm nay có anh chị nào hỏi Diễm câu hỏi gì không ạ? Bây giờ vẫn thấy chưa câu hỏi. Chắc là mải mê nghe Diễm chia sẻ quá anh chị. Ok, tiếp theo đúng không ạ? Tư duy triệu phú số 2 là người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Mình không có đặt mục tiêu đó là mình có đủ tiền để trang trải cuộc sống đúng không ạ?
mình không có đặt mục tiêu để mình có tiền để mà mình có thể trả hóa đơn, trả tiền ngân hàng, như vậy nó an toàn lắm. Cái đó không phải chơi để thắng, cái đó là chơi để không bị thua. Còn những cái người thành công và giàu có thì Donald Trump bảo rằng là đã mắc công nghĩ thì hãy nghĩ lớn. À, chị Luyến chia sẻ là nhờ đi theo Diễm ở Thái Lan mà Luyến tỉnh thức trong việc rèn luyện sức khỏe. Nếu mà anh chị nào mà đã từng đi du lịch chung với Diễm thì các anh chị sẽ thấy là sức khỏe Diễm hơi trâu đó. Dạ khỏe lắm. Dạ, không những là đẹp đâu nha, mà cái thể lực cũng như cái sự dẻo dai của Diễm nó hơi dai. Đi từ sáng đến tối thấy mình lúc nào mình cũng năng lượng và lúc nào mình cũng rất là khỏe, đúng không ạ? Số các anh chị đi cứ xoay qua thấy trời ơi nặng đóng, xoay qua xoay lại thấy trời ơi xong đi chơi đôi bụng quá không có sức đi, chị điểm nổi. Rồi xong đi chơi đúng không, đi chơi mà đi không nổi thì thôi rồi uổng tiền. Nên là anh chị nào thử đi chơi chung với Diễm, đi chơi xa, đi chơi theo kiểu mà đi dùng thể lực thử, anh chị được truyền cảm hứng. Nên anh chị nào mà đi du lịch chung với Diễm về cái là rèn luyện sức khỏe nghiêm túc liền. Nếu mà các anh chị để ý á, khi mà Diễm đi, Diễm luôn mang dinh dưỡng theo bên người nha. Diễm uống trước khi đói nha anh chị, chứ không có để đói mà uống đâu. Diễm biết được là ngày hôm nay mình sẽ hoạt động như thế nào và cái cơ thể của mình nó cần nhiều năng lượng hay không. Hôm nay là cái ngày mà cần nhiều năng lượng, Diễm mang theo dinh dưỡng nhiều lắm nghe chị. Diễm tắt dinh dưỡng như liên tục mà ra chị không dùng dinh dưỡng sao các anh chị đi lại. Y chang như là điện thoại mình luôn đầy pin ấy. Mà điện thoại các anh chị xài mà cạn pin luôn rồi rồi sao các anh chị đi. Dinh dưỡng là cứ là lên xe cái là uống dinh dưỡng vô, tràn đầy năng lượng, búp và vitamin khoáng chất đầy đủ hết vô rồi xong đi, tới tối tối cần đi tiếp thì sao ạ? À? Dinh dưỡng vô lại đi tiếp có biết kiếp nha. Ok các anh chị ha, nên là thành ra mình cần phải đặt cho mình những mục tiêu nó lớn hơn. Đã mắc công nghệ thì nghĩ lớn, bây giờ mình còn biết dùng tiềm thức nữa. Các anh chị biết rằng là mình không có một mình đâu, các anh chị còn có tiềm thức và vũ trụ hậu thuẫn cho mình, chỉ cần các anh chị đưa ra quyết định thôi. Tiềm thức của mình luôn luôn nói với mình một cái câu là mong muốn của bạn là mệnh lệnh đối với tôi, mong muốn của bạn là mệnh lệnh của cả vũ trụ này. Vậy thì hiện tại bạn đang mong muốn điều gì, chỉ cần nói ra điều mình muốn thôi, chứ cần không không cần phải chia sẻ nỗi sợ đâu. Đưa ra cái kết quả mà các anh chị mong muốn, còn lại tiềm thức và vũ trụ lo. Nhưng mà nhớ nha, đưa ra quyết định kết quả mong muốn cũng phải thuận theo luật vũ trụ nha các anh chị, cũng phải thuận theo luật nhân quả nha. Cái quyết định của mình các anh chị nó phải, khi mà mình đạt được kết quả đó thì cái nhân mà mình gieo nó là cái gì, phải lợi mình lợi người thì chúng ta sẽ tạo ra nghiệp tốt. Nghiệp tốt thì thành công, nói tiếp thành công đúng không ạ? Còn nếu như mà chỉ lợi mình thôi mà không lợi người á anh chị thì nó không ổn đâu, sẽ bị quật đó, gọi là bị nghiệp quật đó. Các anh chị thấy là có rất là nhiều người họ đưa ra những quyết định là chỉ lợi mình thôi mà không lợi người đúng không? Và đa số những người đó là bị nghiệp quật đó. Ví dụ như các anh chị hay đọc những cái trường hợp mà có nhiều người họ cũng không muốn nhắc tới ở đây. Cũng không muốn nhắc cái việc đó tới ở đây. Có là có nhiều người họ họ ám thị, đúng không? Có nghĩa là họ dùng một cái gì đó mà Diễm hay nghe kể, các anh chị nghĩ một cái cây hay là một cái gì đó đúng mà nó gửi qua cho nhà cho một ai đó, đó là ám thị cái gì trong cái điều đó, một cái vật nào đó hay là cái gì đó vậy, không nói ra thẳng ở đây nha. Thì cái đó là chỉ có lợi mình thôi nhưng không lợi người đúng không? Thì rồi những trường hợp đó các anh chị cứ để ý đi, cuộc đời của họ không được khỏe lắm đâu anh chị, không được khỏe lắm đâu thật. Nó là cũng là dùng tiềm thức đó,
cũng biết về những luật vũ trụ đó chứ không phải không, nhưng mà chỉ là lợi mình thôi mà không lợi người, không khỏe nha, không khỏe tí nào luôn. Nên là làm cái gì cũng phải lợi mình và lợi người đúng không? Nếu mà chỉ lợi mình thôi không lợi người không làm, mà nếu mà chỉ lợi người thôi không lợi mình cũng không làm, nó phải cân bằng thì mình mới đi dài hạn được. Dở dàng không ạ? À? Dở dàng. Phải luôn luôn lợi mình và lợi người nghe chị. Câu số các anh chị là chỉ thích lợi người thôi, mình hy sinh, còn mình là mình phải hy sinh. Thì Diễm hỏi các anh chị là có nghĩa là các anh chị bảo rằng mình hy sinh, có nghĩa là bên trong thâm tâm của mình đang nghĩ rằng những cái điều tốt đẹp nó không có đủ cho tất cả mọi người nên mình mới hy sinh đúng không? Vậy thì bên trong của mình đang cảm thấy thiếu thốn, và khi mà bên trong của mình mà bị thiếu thốn nha chị thì điều gì xảy ra với bên ngoài cuộc sống của mình ạ? À? Thì bên ngoài cuộc sống của mình nó cũng thiếu thốn luôn. Hồi xưa là Diễm là người hy sinh, nhưng mà khi mà Diễm hiểu về luật hấp dẫn, hiểu về những luật vũ trụ, mình hiểu cái cách mà những cái người thành công đó như vậy ha, thì Diễm không còn là người hy sinh nữa, mà mình đã chuyển đổi thành phụng sự và cống hiến, chứ mình không hy sinh. Phụng sự và cống hiến có nghĩa là lợi mình và lợi người. Chứ hồi xưa á, là những cái gì mà tốt đẹp á, là Diễm đều cho người khác hết, mình cho người khác hết ra anh chị, đôi khi mình không giữ lại luôn, và đôi khi cái đó mình rất là thích nha, nhưng mà thôi mình cũng cho người khác luôn, thế là mình về đâu có vui đâu, không vui nha, không hạnh phúc nha. Và khi mà cái cảm xúc nó đã kéo về dài hạn á, thì nó làm cho cái con người của mình ở bên trong cái cảm xúc của mình không tích cực. Và từ đó Diễm mới bắt đầu chuyển hóa, chuyển đổi, không có hy sinh nữa mà trở thành phụng sự và cống hiến, luôn lợi mình và lợi người. Cái điều này mà tôi làm thì lợi mình cái gì và lợi người cái gì, đây là Đức Phật dạy mà đúng không ạ, đó là gọi là quân bình, luôn có sự cân bằng thì mình mới đi dài hạn được. Bên trong của mình nó có sự đủ đầy, khi mà bên trong của mình có sự đủ đầy thì bên ngoài cuộc sống của mình mới đủ đầy được. Tiền bạc của cải tài sản nó luôn luôn có đủ với tất cả mọi người nha chị ha, nó không có bị thiếu đâu, nên là mình đừng có nghĩ rằng là người khác giàu lên là mình sẽ nghèo đi, hay là không đủ tiền nữa mà để này kia cho mình, không có đâu. Tiền bạc nó y chang như là không khí, khi mà nghe chị hít thở có đủ với tất cả mọi người mà. Các anh chị comment giúp Diễm nha. À. Nó là tôi luôn làm những cái việc lợi mình và lợi người. Đã mắc công nghĩ thì hãy nghĩ lớn. Bởi vì các anh chị suy nghĩ cái gì rồi các anh chị cũng có hết á. Không tin mình thử nghiệm lại cuộc sống của mình xem các anh chị. Những cái gì mà các anh chị đang có nó từng nằm trong suy nghĩ của mình á. Hồi xưa Diễm cũng vậy, hồi xưa lúc mà Diễm còn đang đi làm, thu nhập lúc đó có 10 triệu thôi, ước mơ trở thành triệu phú. Một cái suy nghĩ mà tiếng nói nhỏ của mình nó bảo rằng là ảo tưởng sức mạnh. Làm sao có thể làm được? Ước mơ sở hữu bất động sản, sở hữu ô tô, du lịch vòng quanh thế giới, ước mơ có cuộc sống tự do. Lúc mà Diễm đưa ra quyết định mình còn không biết cách nào để làm, chưa gặp câu lạc bộ không biết cách nào để làm luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã đạt được, và tất nhiên cái cuộc sống của Diễm ngày hôm nay nó đã từng nằm bên trong tâm trí của mình nha, chứ không phải nó đến một cách ngẫu nhiên, không phải là nó hên xui tự dưng mà có, không đâu ạ. À, mà đều là những thứ mà Diễm đã đưa ra quyết định và mình đã rất kiên trì kiên nhẫn với lại cái quyết định đó của mình, và ngày hôm nay đạt được.
Khi mà có một số các anh chị nghe Diễm chia sẻ câu này xong, các anh chị bảo rằng biết thế hồi xưa luôn mà mình ra quyết định là mình có căn nhà to hơn. Thì biết đâu bây giờ mình đã có căn đó rồi đúng không? Xưa mình đâu dám nghĩ đúng không? Xưa chỉ ước là thôi, ước là mình chỉ cần có một căn nhà nhỏ thôi, gia đình có nơi ở là mình vui lắm rồi. À, còn một số các anh chị ước là sao, gia đình mình hơi đông nên là thôi, nhưng mình phải có một một mình mong muốn rộng rãi, mình thích rộng rãi nên là nhà mình ít nhất thì nó phải rộng, nó phải một lầu, hai lầu hay ba lầu đó. Cái chị đó định sao là nó có hết à, nhưng không sao cả. Có một câu nói của Đức Phật đó là quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, thời khắc hiện tại là quan trọng nhất. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì chỉ có hiện tại nó mới kiến tạo ra tương lai thôi. Chứ giờ mình ngồi đó mình hối tiếc những thứ đã qua là nó không giúp ích được gì hết. Chỉ có những cái khoảnh khắc hiện tại này mình sống tỉnh thức và mình làm chủ cái hiện tại, làm chủ những cái suy nghĩ trong hiện tại này của mình thì mình sẽ kiến tạo tương lai. Ok ha, cả nhà của mình có thể comment giúp Diễm ạ. Comment cái câu là tôi là người thành công giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Rào luôn nha, rào luôn cái chữ suốt cả cuộc đời chứ không phải là một khoảng thời gian. No. Đã bắt công nghỉ rồi thì hãy nghỉ lớn đi anh chị. Nghĩ gì cũng có, vậy thì hãy nghĩ lớn. Và người giàu thì họ suy nghĩ lớn. Họ suy nghĩ lớn nên là họ có những cái cảm xúc lớn, họ có những cái hành động lớn và tạo ra kết quả lớn. Và đặc biệt, người giàu họ luôn luôn tập trung vào các cơ hội, chứ không phải là tập trung vào vấn đề. Giống như lúc nãy Diễm chia sẻ với các anh chị đúng không ạ? Cách mà khi mà Diễm đối diện với một cái việc nào đó nó không thuận lợi á, vừa chia sẻ với các anh chị cách mà Diễm đi qua, biến nó trở thành tài sản của mình luôn và biến nó trở thành cái nguồn nguồn năng lượng, cái nguồn động lực để mà mình đạt được mục tiêu luôn. Và điều đặc biệt đó là người giàu họ luôn ngưỡng mộ những người thành công giàu có khác. Thật các anh chị, khi mà Diễm đi đi tập gym xong, Diễm thấy ai xấu múi ngưỡng mộ đó. Các bạn của mình cứ nghĩ rằng là chắc là mình mê sáu múi, mình mê trai sáu múi hay gì, không, nữ sáu múi Diễm cũng mê luôn. Là bởi vì sao ạ? À? Không phải là mê cái gì mà Diễm ngưỡng mộ, bởi vì mình làm không có được, mình làm chưa có được mà sao người đó họ có thể kỷ luật như vậy, họ có thể xuất sắc như vậy, họ có thể là sao ạ? À? Rất là kỷ luật đó nghe chị ha, mới có được một cái body đẹp như vậy. Mình ngưỡng mộ cái hành trình của họ, ngưỡng mộ cái sự kỷ luật của họ. Và khi mà mình ngưỡng mộ thì mình mới có chứ. Những cái người mà có body đẹp hay là những ngưỡng mộ thì mình mới có giống họ được. Hay là những cái người thành công và giàu có hơn mình ngưỡng mộ lắm. Bởi vì họ đã làm được những thứ mình chưa làm được. Ví dụ như mình đang đi trên cái nấc thang đó 100 bậc. À, mình leo lên mới tới 50 bậc mình thở hì hục rồi, nhưng mà có nhiều người họ đã đi lên rồi, họ đã tới được nấc thang 100, có nghĩa là họ đã làm được những thứ mình chưa làm được, họ đã đi qua được những thứ mình chưa đi qua. Và khi mình nhìn lại hành trình của mình đó là mình đã thấy mình ngưỡng mộ mình rồi, nhìn lên hành trình của họ thì mình lại cảm thấy phải nói là quá sức là ngưỡng mộ, bởi vì mình còn đang ở nấc thang này mà mình còn đang tìm cái con đường để mình bước lên những nấc thang tiếp theo. Mình hiểu được những cái khó khăn mà mình phải đi qua là cái gì, mình hiểu được cái hành trình mà mình đã đi qua ra ra sao, và họ cũng đã đi qua y chang như mình ngưỡng mộ mình ngưỡng mộ họ, và họ còn làm được những thứ mình chưa làm được nữa chứ, mới kinh chứ. Cái chị có thấy ngưỡng mộ không ạ? Y chang như một số cái anh chị đây, mình đang trên cái hành trình xây dựng sự tự do về tài chính đúng không, các anh chị đã trải qua những cái thứ đâu có dễ chịu đúng không anh chị, và những người thành công họ cũng đã đi qua giống mình mà. Không có đường tắt nào đâu, đừng có nghĩ rằng là chắc là những người thành công họ được trải thảm đỏ ấy, họ không có những cái ngày mà ta nói tóc tai được không, đầu bùng ngừng bừng lên hay là
là từ những tiếng nói nhỏ hay là thế này thế kia đâu, có hết. Các anh chị đã trải qua những cái gì trên cái hành trình này thì những cái người thành công họ cũng trải qua y chang như vậy, chỉ có một cái họ không có than nên là mình không có cơ hội mình nghe. Chứ các anh chị cũng muốn nghe Diễm than, Diễm than cho nghe. Có một số các anh chị mới chia sẻ với Diễm là: em ơi, trước giờ chị không có đọc sách bao giờ hết á, trước giờ chị không bao giờ làm video marketing hay cái nọ đó, giờ vô câu lạc bộ có những cái ngày hả, cái thần kinh của chị nó giật 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 chịu không nổi. Thì đúng rồi, cái thảo vậy à các anh chị, khi mà các anh chị tập gym cũng vậy à, cái thần thần kinh của mình đầu tiên á là nó cần phải thích nghi dần dần đúng không ạ. Chẳng lẽ Diễm nói các anh chị hồi xưa Diễm cũng vậy mà, có khác gì các anh chị đâu. Tại không than thôi nên là mình không biết thôi, chứ nghe anh chị trải qua cái gì cũng trải qua rồi nên Diễm hiểu, Diễm hiểu những gì mà các anh chị đang trải qua. Nếu chị phải có những cái ngày không tích cực, có những ngày tích cực, có những ngày năng lượng, có những ngày không năng lượng, có những ngày rất là hào hờ, gọi là hừng hực năng lượng để tiến lên phía trước, và có những ngày chỉ muốn nằm một chỗ thôi không muốn làm gì cả, đúng không? Trời ơi, mình đi qua rồi. Nhưng mà rất may, nó đi ta không có lựa chọn cái sự bỏ cuộc, mà mình vẫn tập trung vào kết quả, cứ tiến lên phía trước, tiến lên phía trước, bước thêm bước nữa đi, cứ bước thêm bước nữa đi, bước thêm bước nữa đi. Thì bởi vậy mới đi guốc trong bụng được. Mình đã đi qua rồi mới đi guốc trong bụng. Diễm mới biết được là các anh chị đang ở đâu. Đúng không? Mà Diễm mới tới đó cầm tay các anh chị đi ra lại đây, đúng không? Mình mới đi lên được, nên là tại sao là mình học từ người thành công để thành công luôn là như vậy. Tại vì không có than nên các chị không nghe, chứ không phải là không trải qua đâu nha. Đừng có nghĩ rằng là trời ơi xong trời ông mang đến cho mình điều này, ông mang đến cho mình điều kia, chỉ có mình thôi, không có đâu, ai cũng vậy thôi. Nên là thay vì ngồi đó than thân trách phận đúng không ạ, thì tập trung vào kết quả của mình, họ coi coi những người thành công họ đã làm cái gì để họ có thể đi qua được những cái nấc thang đó, mình học cái cách của họ rồi mình đi qua. Như hồi xưa đi học đó các anh chị, giờ bài toán khó quá không biết làm thì sao, thì thôi coi bài giải đi, mua sách giải về coi. Mua sách giải về coi, còn sách giải không có thì sao, hỏi thầy đi cho chắc, thầy chỉ cho rồi, hoặc là hỏi bạn nào đã giải được bài toán đó rồi á các anh chị. Còn giờ mình hỏi đứa bạn mà nó cũng không biết giải luôn thì sao các anh chị, nó kêu họ bỏ đi, bỏ bài đó đi, qua điểm, khỏi lấy điểm rồi đó. Thì bỏ đi. Giờ ví dụ mình chơi với người bạn mà họ cũng không có thành công về tài chính luôn, rồi mình hỏi họ giờ tôi muốn tự do về tài chính, họ bảo là họ cứ khó lắm, bỏ qua đi, rồi cuộc sống của mình sống qua ngày được rồi, tự do tài chính chi, đúng không? Trời ơi, làm giàu thấy không, không có khỏe đâu, người ta làm sáng đêm rồi gia đình không hạnh phúc rồi thì kia, bỏ qua đi. Thế là mình hỏi những cái người bạn ở cái gì mà cũng họ không giải được bài toán đó, họ kêu mình bỏ điểm đi. Còn nếu mà mình hỏi đúng bạn đó là mình phải biết được là cái người bạn đó họ có giải được cái bài toán đó chưa, khi mà hỏi là phải xem, nếu mà họ cũng chưa họ đừng hỏi, không có kết quả, không có câu trả lời đâu. Nếu mà hỏi thì hỏi những cái người nào họ đã giải được bài toán đó rồi, họ sẽ biết cách để chỉ cho mình lời giải là rất là rõ ràng với chị ha. Lúc mà mình đi học sao trong cuộc sống y chang như vậy thôi, trên cái hành trình mà mình cũng đang giải bài toán về 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 tiền mà, đang giải bài toán tự do tài chính mà. Có nhiều người đã giải được bài toán này chưa các anh chị ơi? Có nhiều người giải được rồi, mắc mớ gì mình phải ngồi mà tự mò hoài đúng không? Giờ việc của mình là mình học thôi, tìm cái người nào họ đã giải được bài toán đó rồi, học, học xong là và mình cũng sẽ giải được cái bài toán đó giống họ. Vậy mấy các anh chị, tiền bạc của cải ở trên vũ trụ này nhiều lắm, nó luôn đủ đầy tất cả mọi người. Chị đừng có sợ rằng người này giàu lên thì sẽ không có tiền cho mình, không đâu. Chúng ta cùng nhau có được những cái lời giải của một bài toán. Đi chào xưa mình đi học ấy, bạn ấy giải được bạn ấy có điểm, mình giải được mình có điểm, đâu có sao đâu các anh chị. Không có ai mà nhiều tiền hơn, tự dưng cái bạn ấy giải được bài toán đó, thế là bạn ấy điểm cao hơn, nên điểm hết rồi. Còn mình giờ mình giải được bài toán đó sau, nên thành ra mình không có điểm đâu có. Ok ha, bây giờ các anh chị mình rõ về phần này comment tôi ạ. À.
nên Diễm rất ngưỡng mộ những người thành công và giàu có thật sự. Và hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. Bởi vì các anh chị, khi mà mình bực tức với những cái người thành công và giàu có nghĩa là bên trong của mình nó không có đủ, mình không có cái đó mà người ta có, mình ganh tị, mình cảm thấy thế này thế kia bên trong, đúng không ạ? Cảm xúc không tích cực nó sinh ra cái từ từ cái sự mà mình cảm thấy thiếu thốn. Và ngay lập tức tiềm thức của các anh chị sẽ biết ngay, ồ, chủ nhân của tôi đang cảm thấy thiếu thốn, chủ nhân của tôi chưa có cái này. Mình cứ nghĩ đâu, mình nói cho tiềm thức của mình biết rằng tôi đang chưa có cái đó là mình sẽ có, nhưng mà không đâu, quy luật của tiềm thức nó khác các anh chị. Mình cứ nghĩ đâu, mình cứ than, ông trời ơi sao cuộc sống của tôi thế này, cuộc sống của tôi thế kia. Mình cứ nghĩ đâu là hồi xưa xem phim, coi phim truyện cổ tích ấy, là khi mà mình than thì sẽ có một cái ông bụt hiện ra để giúp đỡ mình. Nhưng mà cái cuộc sống này nó không giống truyện cổ tích đâu các chị. Cuộc sống này nó ngược lại, là khi mà bên trong của mình đủ đầy thì bên ngoài của mình mới đủ đầy. Nên khi mà mình bực tức với thành công của người khác, có nghĩa là mình đang chưa có cái thành công đó. Và khi mà mình chưa có thành công đó thì tiềm thức của mình sẽ không có hút những cái thành công đó đến với mình đâu, mà lại làm cho cuộc sống mình lại càng thiếu thốn hơn. Cái chỉ có cái gì bên trong thì tiềm thức của mình nó sẽ phóng đại cái đó ra nhiều hơn. Vũ trụ sẽ phóng đại những gì các anh chị đang có bên trong ra nhiều hơn. Nếu mà bên trong thiếu thốn thì vũ trụ sẽ phóng đại sự thiếu thốn ra nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Cái gì có bên trong có bên ngoài mà. Bên trong đủ đầy thì theo luật vũ trụ sẽ phóng đại sự đủ đầy ra ngoài cuộc sống của mình. Mọi thứ đến từ bên trong. Nên là quay vào bên trong của mình thôi các chị nha. Ok, cảm ơn các chị rất là nhiều đồng hành cùng với Diễm trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có hai cái thói quen mà các anh chị phải tự làm. Thứ nhất là mình rắc bụi phép màu cho ngày mới, và thứ hai là viết ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Và Diễm chúc cho các anh chị có một cái ngày mới tràn ngập là niềm vui, tràn ngập tiếng cười, năng lượng, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, và tất nhiên đạt được tất cả mục tiêu và tài chính ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau nhắm mắt lại và rắc bụi phép màu cho ngày mới nha anh chị. Hoàn thành ngày mới bên trong tâm trí trước khi bắt đầu. Cảm ơn các anh chị.